Kính thưa quý đồng hương, tôi là Khải Đào, ứng cử viên nghị viên hội đồng thành phố Westminster. Khi tôi đến Hoa Kỳ để tị nạn cộng sản, tôi vừa mới lên 14 tuổi. Tôi được hân hạnh làm cư dân của thành phố Westminster 15 năm nay. Tôi đã chọn thành phố này như một quê hương thứ hai của tôi, nơi mà gia đình tôi cùng đồng hương đã hãnh diện coi đây là một thủ phủ của người Việt quốc gia yêu chuộng tự do và công lý. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, thành phố Westminster dưới sự lãnh đạo của phần lớn các nghị viên người Mỹ gốc Việt đã không mang đến những lợi ích thiết thực căn bản để biến thành phố này trở thành một nơi trù phú, phồn thịnh và an lành như họ đã hứa hẹn khi ra tranh cử. Thành phố của chúng ta hiện nay đang ở trong một tình trạng tài chính kiệt quệ, mà chỉ riêng tài khoá năm nay đã bị thiếu hụt hơn 10 triệu Mỹ Kim. Và hội đồng thành phố phải sa thải 67 nhân viên để cắt giảm sự thiếu hụt này xuống còn 4 triệu Mỹ Kim. Theo bằng báo cáo của cơ quan tài chính Westminster, nếu theo đà thiếu hụt hiện nay, thành phố sẽ bắt buộc phải tuyên bố phá sản. Trong khi đó, hội đồng thành phố và thị trưởng Margie Rice đã không đủ can đảm để nói lên những sự thật. Và họ tiếp tục ru ngủ đồng hương và cư dân thành phố Westminster vận động tranh cử bằng những mỹ từ thành tín, kinh nghiệm, cắt giảm thuế khóa, sửa chữa đường xá trong những lần quảng cáo trên các cơ sở truyền thông, truyền đơn hoặc slates. Những lầm lẫn của toàn bộ hội đồng thành phố là sử dụng ngân khoản tái thiết vào những chương trình không cần thiết. Đơn cử thí dụ, xây cất trụ sở cho phòng thương mại Westminster trị giá 3 triệu 2 Mỹ Kim, vị trí hơn 900 Mỹ Kim một square feet, chỉ để tạo công ăn việc làm cho một nhân viên. Thứ đến, việc xây cất Rose Center để làm đẹp lòng thị trưởng Margie Rice và dùng công phố phiếu của thành phố để trang trải. Kết quả là cư dân Westminster, trong đó có đồng hương và tôi, sẽ phải mang món nợ này trong nhiều năm tới đây. Hàng năm, thành phố phải cung ứng một ngân khoản để điều hành trung tâm này lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim, mà năm nào cũng lỗ lã. Là một người trẻ, tôi tình nguyện ra tranh cử, bất chấp những khó khăn. Bởi lẽ tôi nhìn thấy đồng hương chúng ta tại Westminster đầy đủ tiềm năng để biến thành phố Westminster trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, và từ đó tạo ra một nguồn thu hoạch mới mà không cần tăng thuế. Muốn làm được điều này, chúng ta cần phải thay đổi lãnh đạo của hội đồng thành phố, và lá phiếu của đồng hương là một trong những vũ khí để chúng ta có thể thực hiện được sự thay đổi này. Xin đồng hương hãy cho tôi một cơ hội, tín nhiệm tôi vào chức vụ nghị viên của hội đồng thành phố Westminster. Tôi nguyện sẽ đem tuổi trẻ, sáng kiến và sự trong sạch để phục vụ cộng đồng và cư dân thành phố. Tôi sẽ không nhận bất cứ một ngân khoản nào, lương bổng nào, kể cả những trợ cấp bảo hiểm. Điều này là một quyết tâm của tôi trong việc giảm đi sự thâm hụt ngân sách của thành phố. Nếu tôi không làm tròn nhiệm vụ do chính đồng hương giao phó, tôi sẽ nhận trách nhiệm trước đồng hương và cư dân của thành phố Westminster. Xin hãy dồn phiếu cho Khải Đào, ứng cử viên nghị viên thành phố Westminster, cột số 5. Xin trân trọng cảm tạ.